Chào mừng các bạn. Các bạn đã trở lại với kênh Gói Miền Tây của mình. Bữa nay mình chia sẻ với các bạn cách làm bánh ninh truyền thống. Món này làm như thế nào thì mời các bạn cùng làm với mình nhé. Ở đây mình có 300g bột bánh ninh. Bột này là mình xay từ mà nếp đó các bạn. Nếp mình rang mình xay lên thành bột như đây nè các bạn. Mình làm theo kiểu truyền thống xưa các bạn. Nếp mình rang lên rồi mình xay ra mình làm bánh à, chứ không có mua bột nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn làm theo cách của mình thì các bạn tìm mua online hay là các bạn mua trong siêu thị lớn cũng có bán nữa nha các bạn. Ở đây là 300g, mình xay ra được 300g bột đó. Còn cái phần nhân này là đậu xanh nè. Này 110g đậu xanh lúc mình chưa có luộc á, mình luộc chín rồi. Cái mình đổ nước vô mình xay nhuyễn ra luôn nè các bạn. Làm nhân á thì mình xay nhuyễn ra cho nó ngon nha. Mình làm sẵn đi để mất thời gian á. Đây là 100g mà đậu xanh mình đã xay nhuyễn ra rồi. Còn cái này là 400g đường. 110g thì mình để làm nhân, còn 300g thì mình làm nước đường nha các bạn. Còn cái này là 150ml nước cốt dừa đậm đặc. Hồi mình thắng nước đường. Và một muỗng nếp. Muỗng mà cà phê nếp nè. Hồi mình làm nhân á các bạn, cho nó nhân mình nó dẻo. Và chuẩn bị nửa chai chanh với một ống vani, tí muối. Hồi mình xào nhân nha. Rồi trước khi làm bánh thì mình đi làm nhân trước nha các bạn. Mình đổ vô đây 100g đường nha các bạn. Và chút muối. Rồi giờ mình bật bếp lên mình xào nhân nha. Làm nhân thì mình xay đậu cho nó nhuyễn nó mới ngon nha các bạn. Mình luộc đậu chín rồi cái mình đổ nước vô mình xay. Cái nhân mình đổ nước vô mình xay nó lỏng gì đây, mình xào hơi lâu một chút nhưng mà cái nhân nó ngon nha các bạn. Nhưng nãy thì mình xào được một chút thì nó đã sền sệt rồi các bạn. Bây giờ mình đổ một tí dầu vô ha. Mình đổ một muỗng cà phê dầu vô đó. Mình làm nhân thì mình đổ muỗng dầu vô cho nó béo các bạn. Trộn lên cho nó đều. Mình cũng vậy mà. Cái này là bột nếp nè. Muỗng cà phê bột nếp. Đổ 2 muỗng nước vô. Đổ 2 muỗng cà phê nước nè. Vô mình quậy. Dưới lên. Mình đổ mà bột nếp vô các bạn, mình xào nhân á cho cái nhân mình được dẻo và nhân mình được mau khô nữa. Mình đổ hết vô luôn. Mình xào nhân mình xào gì nào mà nó dẻo mà mình giờ nó không còn dính tay nữa là mới được nha các bạn. Nhưng mình xào gì đây là được rồi nè các bạn. Cho nó mà sệt gì đây, nó dẻo gì đây là được rồi ha. Một hồi nó khô, một hồi nó nguội, nó còn dẻo, nó khô lại nữa nha các bạn. Thì đây là mình tắt bếp được rồi nha. Rồi mình để cho cái nhân nó nguội đi, mình đi làm nước đường nha các bạn. Bây giờ mình thắng nước đường mình làm bánh nha các bạn. Mình đổ đường vô cái chảo nè. Đổ nước cốt dừa vô ha. Chừa cặn lại. Giờ mình quậy lên. Làm bánh ninh này làm thắng nước đường quan trọng lắm nha các bạn. Nếu mà mình thắng nước đường không đạt là mình làm bánh ninh nó không có kết dính nha. Còn cái phần nước chanh nè, cho đường nó sôi bừng lên mình mới bỏ vô nha. Nửa chai chanh hồi nãy đó mình dắt lấy nước nè. Ống vani nè, hồi mình bỏ vô cho nó thơm.
vậy nó tan đường ra cho nó sôi bừng lên, nó kẹo lên. Nãy giờ mình thắng nước đường nó đã sôi bừng gì đây rồi được, bây giờ mình đổ nước chanh vô nghe các bạn, rồi tiếp tục mình thắng ngang cho cái mà nước đường mình kéo chỉ non mới được nha các bạn. Kéo thì chỉ non gì đây nè, mình để lửa vừa thôi nha, đừng có để lửa to quá gì thì đường nó sôi nó chàn nha các bạn. Mình quậy gì đây nè, mình quậy hoài gì đây nè, mình hồi mình thử cái đường biết nghe tới được chưa thì mình coi chiếc đũa gì đây nè, nó kết dính, nó có kéo sợi chỉ non gì đây mới được nha. Nãy giờ mình thắng nước đường gì đây là được rồi nha các bạn, nó đã sôi bừng nè, nó kẹo lại rồi nè, mình làm chiếc đũa nó có kéo sợi chỉ non gì đây là được rồi nha các bạn. Các bạn đừng có thắng tới đường quá, nó bị lợi đường đó, mình làm bánh không được nha. Rồi gì đây là mình tắt bếp nha, mình tắt bếp mình tiếp tục mình quậy hoài vậy nè, quậy chừng nào mà nước đường nó bông trắng lên nó có cát là được nha các bạn. Rồi mình tiếp tục mình quậy, quậy cho nó nguội luôn ha, quậy hoài vậy đây hồi chứ nó bông cát lên nó trắng đẹp lắm. Nước đường nãy giờ mình thắng mình để nguội nè các bạn, các bạn thấy không, mình thắng mình quậy nó lên cát vậy đây là được rồi nè các bạn, nó bông trắng lên nè. Rồi bây giờ mình đi làm bột ha, đường gì đây là mới đạt nó nha các bạn, quậy gì nào nó cho nó bông cát nó sình sệt gì đây mới được ha. Mình bỏ ống vani vô nè, bỏ ống vani mình trộn lên. Rồi trộn vô đây là được rồi ha, mình đi làm bột. Bột này mình làm một lần thôi nha các bạn, nếu mà bột các bạn nhiều á thì bạn chia ra 2-3 lần bạn làm ha. Bỏ mình làm một lần là được rồi, như mình làm bột nhiều quá mình làm một lần thì sợ bột nó bị khô á, còn này ít. Mình rửa tay sạch cho mình làm bánh nha các bạn, mình trộn lên nè. Trộn lên cho nó đều, cho đường nó thấm vô bột nè. Trộn mình xo xo ra gì đây nè, cho đường nó tan ra. Bột nãy giờ mình làm gì đây là được rồi nè các bạn. Mình bỏ nước đường mình trộn vô bột nè, mình xo xo gì đây là cho bột nó tơi ra, đây là được rồi ha. Giờ mình lấy cái khuôn mình nịnh bánh nha các bạn. Bữa nay mình làm cái khuôn này nè, cái khuôn bánh trung thu nè, mình làm bánh in cũng vẫn được nha, cái khuôn cái hình con cá chép á các bạn. Rồi bây giờ mình bỏ bột vô ha, cái phần nhân cũng nguội rồi, mình chia được 8 nhân nữa các bạn. Rồi mình ép xuống nè, mình bỏ bột vô cái mình ép đè mạnh xuống cho nó dẻ, bỏ nhân vô ha, ban ra, ban xung quanh cái mấy cái hoa văn này nè, mấy cái khía khía này nè các bạn, cho hồi mình ịnh lên nhìn thấy nó đẹp. Rồi bắt đầu mình bỏ bột vô nữa, đè xuống cho mạnh mạnh cho bột nó dẻ. Cái khuôn bánh của mình là 200g đó nha các bạn, mình đè vào đây là được rồi đó các bạn, nó dẻ rồi nè. Bây giờ mình ịnh bánh nha các bạn, bột đó. Nó còn dính tùm lum bài hại. Rồi bắt đầu mình đè cho nó mạnh xuống nha, nhấn mạnh xuống. Rồi bắt đầu mình dỡ bánh lên nha các bạn, dỡ cái khuôn lên. Ồ, đẹp không các bạn, thấy hình con cá rất là đẹp luôn ha. Rồi bắt đầu mình tiếp tục mình làm cho hết bánh luôn nha các bạn. Rồi mình quay lại cũng làm như cái băng, mình cũng tiếp tục mình làm như cái đầu vậy đó.
Bánh linh nãy giờ mình ịn xong rồi nè các bạn, mình làm được 6 cái nha các bạn. Bây giờ mình dỡ lên cho các bạn xem ha. Bánh linh nè, hình này là hình con cá chép nè các bạn, rất là đẹp ha. Nhưng thì nhân đậu xanh nè, rất ngon ha. Bánh linh này mình mới ịn, mình không có cắt ra được nên các bạn để cho nó được vài tiếng nó kết dính rồi mình mới xẻ ra được nha. Video mình cũng đến đây mình cũng kết thúc được rồi đó các bạn. Nếu mà các bạn có xem video của mình thì các bạn tranh thủ làm cho gia đình mình ăn trong dịp Trung thu ha. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Mình xin chào và hẹn các bạn vào video sau.